Với những ưu điểm vượt trội, hiện thì một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã thực hiện nhập khẩu chính ngạch con giống cụ kỵ ông bà của Đan Mạch, trong đó có công ty cổ phần nông nghiệp Giá Tốt, doanh nghiệp chuyên cung cấp lợn giống GGP, GP, PS nhập khẩu với chất lượng cao. Vào rạng sáng ngày 6 tháng 4 năm 2024, lô lợn nái gần 200 con dòng Landgrace Yorkshire cụ kỵ ông bà từ Đan Mạch đã có mặt tại sân bay Nội Bài của Hà Nội sau quá trình cấp phép và kiểm dịch động vật nghiêm ngặt của các nước. Và đây cũng là một lô lợn nái nhập khẩu chính ngạch đầu tiên trong năm 2024 được công ty cổ phần nông nghiệp Giá Tốt đưa về Việt Nam với mục tiêu cải thiện chất lượng đàn lợn nái trong nước, góp phần giúp ngành chăn nuôi lợn của Việt Nam tăng năng suất và phát triển bền vững. Trước khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài của Việt Nam, hơn 200 con lợn nái dòng thuần chủng Landrace Yorkshire Đan Mạch cụ kỵ ông bà đã trải qua 24 giờ vận chuyển và kiểm dịch động vật thông quan tại Đan Mạch, Pháp và quá cảnh tại Hàn Quốc. Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, số lợn này tiếp tục được cơ quan thú y của Việt Nam thực hiện kiểm dịch động vật đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, lở mồm long móng trên lợn. Sau khi rời sân bay Nội Bài, công ty cổ phần nông nghiệp Giá Tốt thực hiện vận chuyển lợn về trang trại để cách ly và nuôi tân đáo, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nhập khẩu lợn và chăn nuôi an toàn trước khi phân phối ra thị trường. Kiểm duyệt ở sân bay Nội Bài thì về cơ bản là sẽ kiểm soát về hồ sơ, về lý lịch, về nguồn gốc xuất xứ của lô heo. Còn về kiểm soát về các yếu tố về dịch tễ thì là sẽ cơ quan chuyên môn thú y của Cục Thú y. Sau đó là đưa về trại cách ly thì cơ quan thú y vùng 1 sẽ lấy mẫu để xét nghiệm. Và khi nào mà heo đạt yêu cầu về sức khỏe thì mới được phép lưu hành ra ngoài thị trường. Tức là cái lô heo này chúng ta hiểu là được các cơ quan ban ngành của các nước kiểm duyệt rất là chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường. Theo các chuyên gia, lợn nái dòng thuần chủng Landrace Yorkshire Đan Mạch nằm trong top 1 thế giới về năng suất sinh sản, khả năng nuôi con của con nái. Việc công ty cổ phần nông nghiệp Giá Tốt thực hiện nhập khẩu chính ngạch con giống cụ kỵ ông bà từ Đan Mạch nhằm cải thiện chất lượng đàn lợn trong nước là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành chăn nuôi Việt Nam, nhằm giúp các trang trại chăn nuôi quy mô vừa có thể dễ dàng tiếp cận nguồn gen chất lượng hàng đầu thế giới. Đây cũng là nền tảng và là niềm tin của người chăn nuôi lợn Việt Nam khi quyết định phát triển ngành chăn nuôi lợn chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững. Tại Pháp, tại Canada thì năng suất sinh sản của con heo hai máu nó rơi vào tầm khoảng 33 đến 34 con cái sữa trên nái trên năm. Còn tại Đan Mạch thì năng suất đạt 38 đến 40 con cái sữa trên nái trên năm. Đối với cái con PS, con bố mẹ, đấy thì chúng ta cũng hiểu rằng là tại sao mà họ lại có cái năng suất tốt như thế. Bởi vì là cái nguồn gen của con giống nó rất là tốt. Chính vì thế thì chúng tôi cũng mong muốn là giúp người chăn nuôi Việt Nam mình có thể tiếp cận được với những cái con giống mà chất lượng cao để chúng ta nâng tầm ngành chăn nuôi lên, nâng cao cái năng suất để có thể là cạnh tranh được với các nước. Công ty cổ phần nông nghiệp Giá Tốt cung cấp lợn giống GGP, GP, PS nhập khẩu chất lượng cao từ Đan Mạch, Pháp, Canada, Thái Lan. Với phương châm hiệu quả chăn nuôi của bạn là giá trị của chúng tôi, Giá Tốt luôn đòi hỏi các nhà cung cấp phải liên tục cải thiện các chỉ tiêu chất lượng, an toàn dịch bệnh cũng như năng suất sinh sản cao trên con lợn giống. Từ đó nhập khẩu về Việt Nam những con giống chất lượng nhất, giá cả tốt nhất phục vụ người chăn nuôi trong nước.